Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Giang Khám Pháo. Và đây là nội dung nữa mình truyền tải trên kênh các bạn ạ. Vào tháng 5 âm lịch các bạn nhé, còn đó chính là ngày mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ. Đối với đồng bào người Tày của mình thì rất là nhiều những video hàng năm thì mình vẫn đang đăng tải lên kênh. Và ngày nay thì mình đã có mặt tại một bản người Nùng các bạn, đó chính là nhà của anh Kiến. Ngày thì anh Kiến làm cái Tết mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ, các bạn xem có cái gì khác đối với người Tày hoặc là các cái dân tộc khác không. Đối với người Kinh mình đi thì có thể quả chua các bạn, vải mận hoặc là cái nếp cẩm lên men. Có một thứ nữa đó là chính là rượu cẩm của cái lên men các bạn, cho vào cái bình và có thể là làm rượu cần đấy. Nay thì mình cũng chuẩn bị những cái thứ, ví dụ như là đây là vải các bạn, để đến nhà anh Kiến ăn cơm. Này thì các bạn có thể nhìn thấy là cái xe này cũng đi với mình một thời gian làm cái công trình trên Lùng Ác ấy. Em chào chị. Anh có nhà không ạ? Xe cộ hôm nay để ở nhà rồi, chứng tỏ là hôm nay là bà con mình nghỉ ăn Tết các bạn. Thứ nữa là trong cái vụ này mời các bạn đến với nhà anh Kiến xem là anh ấy gặt chưa. Thứ nữa là trong tuần vẫn 3 buổi các bạn, vẫn 3 buổi anh ấy đi chạy thận nhân tạo. Này thì mình đi cả nhà cơ các bạn. Đây cho nhìn lên đây. Nhìn đây sợ ngã anh nhỉ. Nhìn lên đi. Úi, úi, có chó kìa. Chó đang đuổi Đạt. Đâu Đạt, lên đây con này. Đi Đạt con. Đi, ra đây, lên đây. Chào cả gia đình. Anh à, hiện tại là có 9 giờ thôi mà anh làm xong hết rồi nè. Làm sớm vậy anh? Em có ít là... Ồ, đây này các bạn này. Xuân màu. Cái này thì châu em làm. Mình thấy ở đây các bạn nhé. Ồ, hình như là cũng có góp gạo là anh. Cái này gạo... Gạo vụ. Chị gái mang về cho. Gạo chị gái mang về cho. Thế còn cái đũa mới tinh này anh, đũa này là mới vót à hay như nào? Đũa mới làm. À đúng. Xấu này vẫn làm ấy. Đũa tháng 6 này vẫn làm đũa. À vào tháng... Ồ. Năm nay là nhuận 2 tháng 3 các bạn, thế nên là anh nói là tháng 6 thì cũng cộng lên thì cũng đúng các bạn. Thực tế là lịch thì hôm nay mới là âm lịch, mới là tháng 5 thôi. Và đây chính là nếp này các bạn này, xôi nếp. Đây là cúng luôn này anh. Ồ, thế là mời gia tiên các bạn nhé. Mời gia tiên gồm có những thứ này. Chắc là chưa đâu đúng không ạ? Chưa thắp hương ạ? Thắp hương xong rồi ạ. Dạ. À, xong là người nhà sẽ gặp gỡ ăn cơm. Mâm cơm thì đây đúng không ạ? Hôm nay thì... thấy có gà này các bạn này, thịt lợn. Mình đi quanh nhà anh Kiến một vòng các bạn nhé. Xong là xử lý luôn cái thịt trâu gác bếp ngày hôm nay mang đến này các bạn. Trâu gác bếp. Đó. Đi hấp hộp nướng. Bếp ở dưới này anh đúng không? Chào các cô gái người Nùng. Đây các bạn này. Ở đây rất là nhiều. Bạn xanh xanh này là con của anh Kiến đi nhỉ? Ờ nhỉ, hôm nay lạ thật mà cụ này. Hôm nay là sẽ là cái ngày mà đi chơi như là Tết Đoan Ngọ mà các bạn. Tết thì là đi chơi Tết, thế nên là vận những bộ quần áo đẹp nhất. Tài cẩn thận con nhá. À mặc như thế, váy thì như nào? Váy thì là một mảnh hay là một mảnh cuộn vào đúng không? Vâng. Ồ, giống như váy của người Thái. Váy của người Hơ Mông cũng vậy, một mảnh cuộn vào. Một mảnh cuộn vào đúng không? Hay là khâu luôn. Khâu thành cái váy luôn chứ đúng không? Nó dài như này. Đây các bạn. Cầm đây chú xem nào. Ờ, eo còn. Đi mà để nó ghế nhá.
Đây là váy một mảnh các bạn. Một mảnh sẽ cuộn vào thành cái váy. Ồ, hóa ra là vậy. Đây là cái vải lanh bà con mình tự dệt ấy. À, chú đứng lui ra. Lấy cái roi. Rồi. Ok. Các cô gái người Nùng các bạn. Nùng gì các bạn có thể theo cái kiến thức của mình thì có Nùng U và Nùng An các bạn nhé. Đây là Nùng gì? Chị đây là mình là Nùng gì chị? Nùng U đúng không? Này có nóng không? Muốn trong cái áo một ngày một cái nữa là nóng không? Nóng không chết mặt. À. Thì chủ yếu là nữ giới có cái trang phục truyền thống như này thôi các bạn. Nam giới sẽ có một cái áo chàm cũng liền thân cũng gần giống nhau. Có khi nào người ta gọi là Nùng đen không cô? Nùng đen đúng không ạ? Nùng đen chính là theo cái trang phục của đồng bào mình các bạn ạ. Người ta chia ra. Ví dụ như là đồng bào người Hơ Mông có Hơ Mông Hoa, Mông Trắng, Mông Đen. Thì người ta cũng phân biệt theo trang phục các bạn ạ. Hơ Mông người đen này thì các bạn thấy là đi Sapa các bạn gặp đấy. Mông Hoa ở khu vực Bắc Hà, Simacai của mình. Khu vực Hà Giang lại là phân lại khác các bạn nhé. Bộ quần trang phục của người Nùng thì như này các bạn. Nhưng còn về cái búi tóc lên như ví dụ như bản áo đen này không phải các bạn nhé. Nhưng như ví dụ như người Thái thì có cái của người Thái đen thì sẽ có cái tằng cẩu các bạn. Thì nhìn vào đấy có thể biết được rằng là cô gái đấy đã có gia đình, tức là có chồng. Đó. Vì một lý do nào đấy cái tằng cẩu thì mình cũng tìm hiểu các bạn. Nhưng mà cái tằng cẩu thì chồng mất hoặc là bỏ nhau thì người ta sẽ bỏ tằng cẩu. Còn người Nùng mình thì cái này thì cái trang phục này là người ta vận lên như vậy thôi chứ còn không phân biệt là cuốn lên như vậy là có gia đình có chồng không phải nhé các bạn nhé. Chỉ có duy nhất người Thái đen thôi mới có cái tằng cẩu. Hôm nay mùa đông ạ, mùa hè thì mặc ấy nhỉ, nóng này các bạn, nóng đúng không? Cái này làm bóng bóng này là có cái đá mài các bạn. Đây có bạn này có ấy chưa? Có chồng chưa? Chưa đâu. Chưa đâu. Học lớp 10. Thì bạn này cũng chưa đúng không? Chưa. À 1 2 3 ba bạn này chưa đang học cấp 3. Một cái video mà mình quay cái bạn Vân đấy các bạn nhé. Một cũng là người Nùng. Bạn ấy vận cái trang phục cũng gần như này khi trong ngày cưới. Dường như là cô dâu người Nùng thì sẽ trang phục giống bé này này các bạn này. Đấy. Giới thiệu các bạn chút. Đây là một cái xà tích các bạn ạ. Xà tích bằng bạc đấy. Cái ảnh con cá này. Và cái này cũng là bằng bạc. Nếu như mà quy ra tiền bộ này gọi là handmade đi. Làm thủ công. Quy ra tiền và công sức làm nữa thì cũng vài triệu đấy các bạn. Vài triệu bộ này. Đúng cô? Đúng rồi. Bộ này mấy triệu ạ? Tất cả rất hơn 5-6 triệu đấy. 5-6 triệu? Ừ. Cô tính thì em cái nào đắt tiền nhất? Bạc này là bao nhiêu tiền? Bạc thì cái này hơn triệu. Cái đấy là hơn triệu còn cái dưới này? Cái này hơn triệu. Cái này mất cái 100 này. Một cái là 100 nghìn. Ừ. Còn cổ? Cái này thì 700. 700. Cái này cũng thế. Cái này 700, cái này thì 800. Đều bằng bạc hết. Ừ. Mình đánh thủ công tự đánh ở nhà. Hay là có thợ? Mua về. Thợ kim hoàn của mình tự làm nhé. Ừ. Cái họa tiết của trang phục của người Nùng các bạn nhé. Là
Đấy, hay quá thì quay giới thiệu được các bạn. Thế con trai con gái của anh Kiến đúng không? Đây này có một cái thiếu nữ nữa này các bạn này. Thầy tên ma phần pa giá. Đây Tết Đoan Ngọ người ta mặc này. Cô cũng có nhiều cái hay cha. Đây là trang phục của cô dâu luôn đấy ạ. Đây trang phục của cô dâu luôn đấy. Này hơi hơi ấy nhỉ, hơi nóng. Cho chìm được chứ gì. Cũng nó cũng không tiếng bóng mà răng. Không tiếng thức là đi ạ. Cô cũng sửa mà. Đang ăn, cô tả mẹ cô đi tăng lên đây mà cũng đi. Con viên răng đấy chứ. Cũng chứ ạ. Vậy đi, cái lưng cũng cắt cắt. Bạn chứ không phải mà. Cô của mình không cà phê. Không tiếng này, không tiếng mắt. Lấy được cái nhau ạ. Nếu nào văn nữa. Thì quá là tiếng. Những cái bộ trang phục này thì người trẻ nếu như mà không có cái lứa đi trước lớp già thì sẽ mặc rất khó các bạn. Đấy, rất là nhiều thiếu nữ người nùng luôn. Bạn đặt cẩn thận nhé, cái quạt con nhé, vào gần là nó chém vào tay đấy. Vâng. Anh dạo này thế nào, vẫn đi chạy thận như thế anh? Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Là Nhật nghỉ đúng không ạ? Thứ bảy Nhật nghỉ. Mai là đi đâu ạ? Vâng. Con nằm đấy nhá, để chờ chờ bố nhá. Cái bếp này mình sẽ gác bếp luôn các bạn nhé. Anh em thì trong gác bếp này mình sẽ lùi do đang có bếp này. Này các bạn xem hai con lợn của anh Kiến đã. Mua rất là sau muộn rồi các bạn nhé. Đó, với cái số tiền hôm trước mà mình giúp ấy thì anh bảo là mỗi tháng thì em sẽ tiêu khoảng 2 triệu đến 3 triệu thôi. Giờ vẫn thừa thì anh mua hai con lợn này các bạn này. Thời điểm mua là con lợn bé tí, hiện nay các bạn nhìn thấy con lợn nó đẹp không? Chăn nuôi rất tốt đấy. Tức là gì? Cho ăn tốt. Tại nhớ đến con lợn của bạn Trung. Bạn nuôi rất là chán đời nên là chán thua. Đây nồi cắm lợn của anh Kiến này các bạn này. Cũng là lá rừng các bạn nhé. Đây là cây này. Lá rừng này. Đấy, trộn vào hoặc là khoai lang. Và nồi cắm lợn của anh này các bạn này. Đấy. Ví dụ chung hôm trước mình nói rồi. Nghiền cái thóc, nghiền gạo hoặc là một tải ra để chăn nuôi nó dễ. Đây và anh ấy nấu với sắn các bạn. Sắn, chuối và cái tấm gạo các bạn. Tấm gạo để sau đi sát ấy. Đó. Mình thấy cũng khá đông người. Ít thịt trâu các bếp các bạn.
Châu Góc Bếp mang về các bạn ạ. Hiện tại mà mình vẫn bán cái sản phẩm Châu Góc Bếp, những cái đặc sản Tây Bắc các bạn nhé. Cái này thì các bạn có thể hấp hoặc là cho vào cái nồi chiên không dầu các bạn, để trong 3 phút thôi chẳng hạn. Ngâm nước thì nó sẽ mềm ra một chút các bạn nhé. Ngâm khoảng 3-5 phút đi, ngâm nước thì đỡ khô. Thì hôm nay thì mình sẵn cái bếp đây thì mình sẽ vùi giò. Cũng lâu lắm chưa ăn kiểu vùi giò. Ở trên này chủ yếu là đồng bào mình là vùi giò các bạn. Hoặc là có thể là cho vào lò vi sóng. Các bạn để khoảng 1 phút rưỡi thôi, xong lấy ra đập. Này thì có sẵn cái giò đây thì mình vùi. Ở chỗ bạn thì chắc là không có giò. Này thì mình vùi giò thì mình hơi cho nó khô ra, tại vì là cái này là đang ở trong tủ đá, nó có nước. Lúc sau thì mình vùi giò. Bây giờ nó ướt mà các bạn, cho vào thì nó sẽ giò nó sẽ bám. Nó khô một tí đã thì mình cho vào. Mình đã nướng xong các bạn, để trên bếp rồi. Nó sẽ dính giò như này này. Đập phát là sẽ hết rồi. Nghe cái dụng cụ đập các bạn nhé. Mình đang rửa cái dìu này. Có cái này, nện xuống. Này có thêm anh Bay nữa. Đây, anh đưa. Đưa. Không phải lá chuối đâu mà anh. Đập xong xé các bạn. Mình tin chắc là các bạn ở khi mua cái sản phẩm của mình về thì sẽ ít có cái cách làm như này các bạn. Chủ yếu là các bạn để nước xong là ngâm ở nước 3-5 phút xong là hấp lên thì tuyệt vời hơn. Các bé có thể ăn được, nó mềm các bạn. Còn không thì nó sẽ rất là dai các bạn nhé. Dai lắm ấy. Có ớt đây ạ. Đó, hôm sau thì đập với nó như này. Nó giống như mực các bạn. Gần giống mực ấy. Đấy. Xé thành thớ này thôi. Không nóng thì xè nó sẽ dễ đứt đấy các bạn. Để nguội một chút thì sẽ dễ hơn. Đó. Như này. Chấm với tương ớt nữa hoặc là cái chấm chéo. Rất tuyệt vời. Đó, đây các bạn này. Để bên dưới cái lá chuối nhìn hấp dẫn không? Đó, đây nhờ anh Mây hộ em ơi. Đấy. Đi ăn mới xé ra. Không. Thế bây giờ đấy. Dài lắm. Đúng rồi. Này, bắt đầu em bị thử ra. Ô, anh xé nhỏ hơn cũng được anh ạ. Đó. Tại vì là cảm thấy là xé nhỏ nhất có thể. Đấy. Anh ngã kiểu gì? Ông đang đi chuyển. Này sao nó trượt phát cho nó vẹo này. Đi ruộng mà ngã. Ôi. Đâu, đi theo cái đồi ruộng kia. Mày xong cái này đó, đầy ra này. Hai bên này to hơn được. Có cái búa này đập thích rồi các bạn. Đúng mùa bia đấy chứ. Này có tí bia này anh mẹ ạ. Uống bia này thật. Ừ, uống bia tuyệt vời. Đó, đập xong như này. Xé ra. Nóng ạ. À, cái sợi này này anh này.
vẫn xé nhỏ được nữa này. Vâng ạ. Đấy. Nó ít mà. Thì em là nó có ít nên là xé nhỏ ra để chia nhau. Đấy, đây. Chứ không phải là cái này em thấy lượng người là hơi đông. Đấy, xé to là sợ không đủ. Cắt ngắn xé nhỏ mới được. Ừ rồi. Này, ăn như kiểu là nhai trầu ấy mà. Cái này gọi là ăn nếm thôi. Đúng rồi. Ăn để biết chứ chẳng hạn đấy. Ừ. Không phải em mà mang vào biếu anh nhưng mà tôi thì làm luôn vậy. Rồi. Chưa ai được ăn bao giờ cái này? Chưa ai được ăn ạ? Chưa. Ô thịt trâu ở bản đây thế. Bản nhưng mà toàn nó có sấy rồi. À không sấy, không ra bếp. À. Cái này em đang bán là 800.000 đến 850.000 một kg anh ạ. Nhìn mà nhìn chứ một miếng thịt gọi là mình lùi do nhưng mà thành ăn nướng này đập bố này đập thích á, này có thêm con mực nữa đây em nướng luôn em đập luôn. Thấy hôm nay là ăn Tết của người Nùng hả anh? Hay là bố em thì chị của em hay Tết người Nùng đâu không phải Tết bọn họ đâu? Không nhầm. Tức là mùng đúng ra là theo lịch thì nó không nhuận thì nó là tháng 6. Mùa tháng 6. Nhuận là tháng lên. Đấy thì là ăn đúng ngày luôn chứ không nhuận. Có mê tê tê thì nướng được bằng bếp than củ nó giòn mà. Tê tê con người mà. Đỏ ao mà. Nguội nó sẽ dễ xé. Này nguội phát này. Rồi, các anh xé nhá. Nướng xong. À, diệt sâu bọ bằng quả vải trước rồi đúng không? Bây giờ diệt sâu bọ tiếp bằng rượu nhá. Đó. Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết diệt sâu bọ các bạn ạ. Đúng rồi. Đó. À, cũng có thể hôm nay là nếu tính lịch lên đây là mùng 1 tháng 6 các bạn. Thì đồng bào người Nùng như chị nói là như kiểu là cúng lúa mới các bạn. Cơm mới. Cúng cơm mới. Thế là ngày hôm nay là sẽ vận quần áo đẹp chơi cả ngày đấy. Chơi Tết. Mọi người vào đi. Đây các bạn. Con ăn không? Đây, nhìn này. Đây là nếp. Đây. Gạo nếp các bạn, nấu lên, sôi lên. Sôi nếp của vụ này các bạn nhé. Như lịch nếu như mà anh Duyên Kiến anh nói là sẽ không tính nhuận thì hôm nay chính là ngày 1 tháng 6 âm lịch. Đấy. Thì trùng với cái ngày gọi là bà con mình thu xong Tết lúa mới. Đối với mình là nếu mà tính lịch âm thời điểm hiện tại là nó trùng với mùng 5 tháng 5, trùng với Tết Đoan Ngọ thì là
cũng quảng bá luôn cái Tết Đoan Ngọ của đồng bào mình luôn các bạn. Tiền cơm các bạn nhé. Các bé vào đây, các bạn kia vào đi. Vào, các bạn vào đây, vào đây. Mời quý vị các bạn ăn bữa cơm mừng lúa mới tại nhà anh Kiến các bạn nhé. Này thì có rất là nhiều món, không thể thiếu được xôi nãy mình giới thiệu. Anh bắt đầu thôi chứ nhỉ? Anh Kiến thì ngồi ấy thôi các bạn. Mình đang chạy thận cho nên là nước còn đang kiêng cơ đúng không? Đây, hôm nay em nướng thấy nó nối nướng ở trên lửa này em thơm ấy, đập thơm. Bình thường em hấp rồi. Nhi rất là thích các bạn thấy xôi là sở hữu chiếm hữu luôn một cái âu cơm. Và thầy Châu các bếp đang ăn này. Được bao nhiêu tải anh? Bằng này ạ? 9 tải. Đủ ăn không ạ? Chưa biết được. 9 tải. Không có nước thế là được 7 tải đến 9 tải. Có hai mảnh nước đây ta tốt. À cái bữa hôm nay em đi quay anh cấy đấy đúng không? Hai mảnh đấy. Hai mảnh đấy là không có nước à? Vâng, em nhìn thấy hai con lợn là thích lắm. Vâng, lợn nhanh. Cho ăn đúng không? Ăn nhiều quá. Thôi. Anh thì thôi. Anh đi. Ăn nhiều quá à? Lớn nhanh quá à? Làm con được chung. Lớn nhanh được. Rồi. Em mời một tí. Chúc mừng Tết lúa mới của đại gia đình. Đây anh, đây anh, đây anh. Đó. Nào các bạn, mấy bạn thiếu nữ đúng không? Uống kia rồi đúng không? Tiếng Nùng là Tết lúa mới là gì? Khẩu mơ à? Khẩu mơ, Tết khẩu mơ các bạn. Khẩu mơ, khẩu là cơm, mới là mơ. Bữa nay hôm nay là tí nữa chúc bữa pháo mấy người năm chén. Bây giờ mà uống không say là vụ sau là mất mùa đấy. Đúng không? Phải uống say đúng không ạ? Làm điện thoại. À bên này có một món nhá, bên kia không có nhá. Đúng rồi. Chia sẻ.
Chết thật. Thế là mình sang bên đây đây để ăn thử cái này xem nào. Sao lại phân biệt thế? Đúng không? Đây. Ồ, món này như viên bi này. Hơi giả. Đây là quả cà các bạn. Cà mini. Cà này là cà dại. Cà cà rừng. Các chị thử cái này chưa? Em mời chị với cô các chị với đồng chí lạ lạ này một tí. Đồng chí bạn cùng giường. Em chúc mừng gia đình nay thì Tết lúa mới đúng không ạ? Mừng cơm mới. Em uống cháu uống những người hai cô và một chén rượu. Ở Tây Bắc thì có rất là nhiều những cái phong tục tục quán hay các bạn. Ở người Nùng trong thời điểm này là cơm mới người Tây cũng có các bạn nhé. Nhưng mà đến vào mùa thu là cốm. Cốm thì nhà mình có làm không ạ? Cũng làm. Thì cũng là thôi. Đây là ăn rằm ạ. Ăn rằm này vào mùng 1. Bình thường ăn rằm thì sẽ là 15. Thế nào cũng hay các bạn. Đấy. Đấy, Kinh là rằm 15, còn người Nùng là rằm mùng 1. Thế nào cũng hay các bạn, cuối cùng chúng ta ngồi đây được uống rượu. Đấy. Người thì tính là tháng 6, người thì tính là tháng 5, mình là tính là mùng 5 tháng 5 đoan ngọ. Đấy. Xin mời các bạn. Và thứ nữa là lúc nãy là thắp hương là ai cúng ạ? Chị ạ? À. Chị không biết cúng đâu. Ông nội ạ, ông nội ấy. Ông nội khấn ạ. Dạ. Vậy thì đúng rồi, đúng là phong tục tập quán đó. Đấy. Cầu cho mưa thuận gió hòa đúng không? Nhưng mà năm nay thì hơi hạn hán một chút thì nên là cô ạ. Năm nay vẫn được tốt rồi. Cảm ơn chị. Mưa thuận gió hòa. Em về muộn quá. Em về muộn quá. Ồ, thế là nếu sớm hơn thì có những hoạt động gì ạ? Đây thì càng có nhưng mà cho ông thì chưa nó cũng về bên ngoài nó với gì đấy cái giò đây cho cái bên ngoài thì vâng. Dạ. Mình làm bàn mới làm. Vâng. Có cái sàn như cái đây ngày xưa là cái sàn phơi lúa đấy. Dạ dạ. Có cái sàn đấy ra. À cũng ở đấy. Đến năm 4 tháng 6 đấy. Ồ vâng. Hôm nay trước là phải làm cái gian. Ăn xong có nhảy múa gì không ạ? Hoạt động văn nghệ thể dục thể thao gì không? Thế là chủ yếu là uống rượu thôi. Uống rượu ăn cơm đây. Rồi các bạn, một chén này nữa các bạn mình sẽ xin kết thúc video tại đây các bạn nhé. Chúc cho anh Kiến sức khỏe tốt. Đó, và mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, các bé con này học tập thăng tiến đúng không ạ? Học tập tốt. Tháng năm nữa bội thu hơn nữa. Hôm nay hạn hán không bội hôm ấy. Này thực sự hạn hán. Xin chào quý khán giả các bạn nhé. Mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý khán giả.